tôi tên là Lê Phát Nguyễn, làm việc trung tâm Medic Hòa Hảo. Thì trước khi đến tập hợp này, tôi đã quay clip của thầy Châu trên mạng khá nhiều, nhưng mà có điều coi mà không dám làm. Thấy bóng gì với bóng mạnh, mạnh nặng hay nhẹ, kéo lên kéo xuống, kéo vào đầu lại sao cũng biết, tôi học khá nhiều đi, tôi dám làm. Thì lúc đầu này, ta nói là cho tôi rất là nhiều, thầy cũng rất là đúng, không biết. Làm sao biết mức việc là cái gì? Khi xưa mà tôi học bên tôi làm tập trạng ca sĩ ca ma túy là chủ nhiệm của Bộ Châu Bộ Châu có chuyện từ xưa mà tôi không quan tâm tới lắm, chăm chú tôi cũng học xưa và cũng quan tâm. Bây giờ thì thật sự mà nói khi mà phát rồi chúng ta cũng khó não đó, chúng ta biến xong tôi trở lại quan tâm tới cái này. Nên thì ra giờ thì gặp thầy Châu làm nhiều rất là chuyện hành với tôi, mà tôi tin là hôm nay thì mắt tôi đã đi được khá khá rồi, tay kim đầu quýt bạch sát được rồi. Thì hát nói chung là thực hiện rất là tốt. Bây giờ là tôi làm cho bác tôi có được 2 ngày thôi, và ông thầy trong địa dưới quê đó em được quyết lên làm một số ngày nữa. Thật ra tôi quyết là do mình là do ông thầy, nhưng mình nói gì thì nói tốt là được. Trước mắt tôi khách đây xin cảm ơn thầy Châu và các anh em phụ tá thầy Châu đã được đến diễn cho các anh em lúc này. Mà tới đây tôi phát biết gì là thầy cái chiều gan của thầy Châu, tôi phát không có nói giúp mà chiều gan tôi cũng chiều khổ, tôi chiều các cái linh đó mà tôi có bắt đốt sầm và phân bá cái đốt cổ C3 C456 tôi dùng mà là chiều để đào phải thuốc cay lắm á, cũng thuốc chiều hại gan lắm á. Thật ra tôi trong mình chiều tôi biết mà thuốc không thuốc nào mà cũng mà không có hại trên cái nội, thật ra bớt thuốc là tôi tốt chết. Nhà tôi nhiều thuốc lắm. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.